với các dự án lớn sắp triển khai như đường Tân Phúc Võng Phan, đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội qua địa bàn tỉnh Hưng Yên và các khu cụm công nghiệp rất cần nguồn cát đen lớn để đảm bảo làm hạ tầng. Cụm công nghiệp này cần khối lượng cát đen san lấp là 1,4 triệu mét khối, nhưng hiện nay sau gần 7 tháng thi công mới cung cấp được hơn 400.000 mét khối, được hơn 1/3 nguồn mà dự án cần. Theo nhà đầu tư thì tất cả lượng cát đen này chủ yếu được nhập từ tỉnh ngoài. Trữ lượng cát ở Hưng Yên là không đủ để đáp ứng cho nhu cầu san lấp cho dự án của chúng tôi. Để đảm bảo lấy được cái nguồn cát về thì thực ra là cái huy động ở các mỏ cát của các địa phương khác, thế rồi dẫn đến điều kiện vận chuyển và giá thành đẩy lên rất là cao. Thì có những giai đoạn mà nguồn cung của các địa phương khác cũng khan, dẫn đến là cái giá thành cát nó tăng lên 20%. Tức là cỡ khoảng 20.000 một khối cát. Với các đơn vị thi công dự án san lấp khu dân cư đô thị và làm đường giao thông cũng đang rất khan hiếm nguồn cung vật liệu cát đen, bởi đây là nguyên liệu chính để phục vụ san lấp nền các dự án. Riêng đối với các dự án san lấp xây dựng hạ tầng, khu đô thị và khu đấu giá đất giãn dân thì cát đen chiếm tới gần 80% tổng giá trị công trình. Do một phần là cái khan hiếm và một cái phần là cái giá vật liệu cũng bị lên rất là nhiều. Hiện tại là như ở tỉnh Hưng Yên này thì cũng rất là nhiều dự án dùng đến vật liệu đặc biệt là cát. Và cái cát thì nguồn cung nó cũng không đủ để đáp ứng cho nhu cầu của sản xuất. Giữa năm 2022 trở về đây thì nguồn cát đen rất khan hiếm, giá cả thì thường là cao hơn so với giá thực tế tại hiện trường. Tôi rất mong các sở ban ngành tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh đẩy nhanh tiến độ đấu giá các mỏ khai thác cát lòng sông để chúng tôi tiếp cận được với nguồn cát đen giúp cho công trình đẩy nhanh tiến độ. Theo một số đơn vị đã và đang khai thác cát lòng sông và có bến bãi để trung chuyển vật liệu xây dựng, thì hiện nay lượng cát còn lại của 3 mỏ cát mới được tỉnh gia hạn không nhiều. Từ trước đến nay, các nhà thầu chủ yếu nhập cát ở các tỉnh khác. Chúng tôi cũng muốn làm sao là Ủy ban tỉnh và các cơ quan chức năng là sớm là tổ chức là để các cái mỏ mà đã quy hoạch rồi để sớm cho đấu giá để chúng tôi còn phục vụ các công trình trọng điểm của tỉnh. Thế là hiện tại là các cái nguồn cát mà các tỉnh khác về cũng không được đều, rất là bấp bênh. Các cái quy hoạch mỏ của tỉnh làm sao cho cái trữ lượng nó cấp phép mới rồi thì trữ lượng nó tăng lên để cho doanh nghiệp chúng tôi là được luật thuế để cho tỉnh. Để từng bước đáp ứng nhu cầu cát đen phục vụ san lấp các dự án công trình trọng điểm và các dự án khác của tỉnh, ngoài 3 điểm mỏ cát sông Hồng nằm trong quy hoạch cũ còn trữ lượng tại xã Mai Động, huyện Kim Động, xã Tân Hưng và phường Hồng Châu, thành phố Hưng Yên, Sở Tài nguyên và Môi trường đang lập kế hoạch đấu giá trình Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt. Hiện tỉnh đã lập quy hoạch một số điểm mỏ cát lòng sông Hồng tại huyện Khoái Châu và Văn Giang để sau khi quy hoạch, tỉnh Hưng Yên được chính phủ phê duyệt sẽ tổ chức đấu giá. Hy vọng khi đấu giá các mỏ cát này sẽ đáp ứng được phần nào nguồn cung cát đen cho các dự án đang rất khan hiếm và giá thành cao như hiện nay, đồng thời sẽ mang về nguồn thuế từ tài nguyên lớn cho tỉnh.